Trong cuộc sống chúng ta không khó thấy một số người luôn được người khác yêu quý, tôn trọng. Nhưng có một số người luôn bị xa lánh, thậm chí xuất hiện ở đâu cũng khiến người khác khó chịu, càng khó có nhân duyên tốt đẹp. Nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh ấy, hãy nhìn lại chính mình và không nên trách cứ người khác. Dưới đây là 8 kiểu người luôn khiến người khác tránh xa. Hãy sửa đổi tính cách của bản thân để được nhân duyên tốt đẹp hơn. Rất nhiều người không ý thức được điểm này. Họ chỉ quan tâm đến bản thân họ, chỉ đàm luận những vấn đề liên quan đến họ mà không quan tâm đến lời mà người khác muốn nói, cũng như cảm nhận của người khác. Nhưng những người này thường cho rằng bản thân họ là quan trọng nhất, người khác phải phục tùng. Đó chính là thể hiện của tâm vị tư, ích kỷ. Nếu chúng ta có tật xấu này thì nên thay đổi, bởi vì không có một ai muốn kết giao, hợp tác với người chỉ nghĩ cho mình, luôn cho rằng bản thân mình là quan trọng nhất. Một số người chỉ mãi chăm chút bề ngoài mà không chú ý tu sửa tâm tính của bản thân mình. Kỳ thực, điều thu hút hấp dẫn người khác thực sự đến từ nội tâm, ngoại hình không phải là quan trọng nhất. Một người có thể có những bộ quần áo đẹp và dung mạo xinh xắn, nhưng nếu như họ là người có tâm hồn ích kỷ, xấu xí, thì họ chỉ có thể tạm thời thu hút được ánh mắt của người khác mà không thể được lâu dài. Còn một người có trái tim thiện lương và chân thành thì mới có một tình bạn chân thành và vĩnh cửu. Những người mang nặng tâm tranh đấu thường là người có tâm hiếu thắng và đố kỵ rất lớn. Họ luôn muốn được hơn tất cả mọi người. Khi thấy người khác đạt được thứ tốt đẹp, họ sẽ cảm thấy khổ sở nhưng chính mình bị mất mát thứ gì đó. Ngược lại, khi thấy người khác gặp phải chuyện không như ý, họ lại vui mừng như bản thân đạt được thứ gì đó. Loại tâm này rất không tốt. Nếu như người có tính cách như thế này thì chắc chắn người ấy sẽ không thể là người được người khác yêu quý, kết giao. Chúng ta hãy học cách nghĩ cho người khác, vui với niềm vui của người khác. Khi ai đó thành công trong công việc, chúng ta không nên nói "tôi có thể làm được tốt hơn", mà hãy nói "bạn thật giỏi, tôi rất tự hào về bạn". Tất cả mọi người đều bình đẳng và đáng được tôn trọng. Một số người thường rất thích chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho người khác làm việc mà không tự làm. Thậm chí khi cần nhờ người khác làm một việc gì, họ cũng nói với ngữ điệu và thái độ như ra lệnh. Những người này thường khiến cho người xung quanh bất mãn và xa lánh. Trong cuộc sống, cho dù chúng ta là người có năng lực vượt trên người khác, thì chúng ta cũng nên khiêm tốn và chân thành đối đãi với người khác. Nếu chúng ta muốn người khác tin cậy thì trước tiên chúng ta phải là người thành thật. Bởi vì thật khó để một người dối trá mà lại được người khác tin yêu. Một số người thường hay dùng cách nói khéo léo nhưng không thật để lấy lòng người, hay đạt được chút lợi ích nào đó. Nhưng điều này chỉ được nhất thời, không được lâu dài. Những người xấu thường có một điểm chung là không thành thật. Bất kể việc gì họ đều có thể nói dối. Những người khiêm tốn và chân thành là người có thái độ tốt trong công việc, trong cuộc sống. Do đó, họ có được sự tôn trọng và yêu mến của đồng nghiệp, bạn bè. Một số người dễ dàng nổi nóng và hành xử thô lỗ, vô lễ với người khác khi bất mãn một điều gì đó. Điều này thể hiện ra trình độ giáo dưỡng của họ. Người như vậy chỉ khiến người khác tránh xa mà không muốn kết giao. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta có những quan điểm bất đồng với người khác, hoặc gặp phải những người mà chúng ta không muốn gặp. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không nên thể hiện sự thô lỗ, vô lễ, khiến người khác rơi vào tình thế khó xử. Bởi vì rất nhiều khi một lời nói vô lễ, một cử chỉ thô lỗ của chúng ta có thể khiến chúng ta hết giận tức thời, nhưng lại để lại hậu quả to lớn về sau. Khi bạn bè của chúng ta gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của chúng ta, liệu chúng ta có thể ở bên cạnh họ không? Khi người khác cần chúng ta, có phải chúng ta luôn luôn bận rộn? Nếu người khác trong khó khăn mà không thể trông chờ vào chúng ta, đây cũng là một điều khiến chúng ta trở nên kém tin cậy đối với người khác. Để trở thành một người đáng tin, chúng ta phải có một trái tim lương thiện, chân thành và khiêm tốn. Chúng ta nên học cách giúp đỡ người khác nhiều hơn,
cho đi nhiều hơn. Đó là cách kết thiện duyên, cũng là cách tạo phúc báo cho chính mình. Có những người hễ gặp một chút khó khăn, khốn cùng nghèo khổ, liền nương nhờ vào người khác mà không dựa vào sự cố gắng của bản thân, chỉ muốn được người khác cứu tế. Kiểu người này thật sự vô cùng nhu nhược, khiến người khác cảm thấy phiền toái vô cùng. Một người có khả năng tự lực cánh sinh mới có tôn nghiêm và thể hiện mình là người có trách nhiệm. Phàm là người hễ gặp một chút khốn khó liền tìm đến sự cứu tế của người khác thì đều là người không có tôn nghiêm. Đối với một người không có tôn nghiêm sẽ khiến người khác tránh xa, càng không muốn kết giao qua lại.